Ngày 26 tháng 2, một cô gái ở Trung Quốc đã dùng tên thật lên mạng tố cáo một sĩ quan cảnh sát đã cưỡng hiếp cô ngay tại đồn cảnh sát khi cô chưa đủ 18 tuổi. Tôi dùng tên thật để tố cáo. Sĩ quan cảnh sát họ Ngô, ở đồn cảnh sát khu phát triển kinh tế Bàn Long Thành, quận Hoàng Pha, thành phố vụ án tỉnh Hồ Bắc, đã hiếp dâm nữ sinh chưa thành niên, nhận hối lộ và đánh người. Nếu tôi nói dối để hãm hại người khác, tôi nguyện chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi chỉ hy vọng có người thụ lý việc này. Tôi đã báo sự việc với cảnh sát, nhưng không ai quan tâm. Trong video, cô gái tự xưng là Vu Mộ Hiên. Trên tay cô cầm căn cước công dân, dùng tên thật khai báo rằng một sĩ quan cảnh sát họ Ngô từ đồn cảnh sát khu phát triển kinh tế Bàn Long Thành, thành phố Vũ Hán đã cưỡng hiếp cô tại văn phòng đồn cảnh sát vào tháng 9 năm 2023, lúc đó cô chưa đủ tuổi thành niên. Cô gái tiết lộ, công an họ Ngô đã nhận hối lộ, đánh đập người dân và đe dọa cô qua điện thoại. Đến nay sự việc vẫn bị cơ quan chức năng làm ngơ. Căn cước trên tay Vu Mộ Hiên cho thấy cô sinh vào tháng 12 năm 2005. Vu Mộ Hiên nói rằng, nếu tình huống cô trình báo là bịa đặt và dàn dựng, cô sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vu Mộ Hiên cho biết, mình tố cáo vụ việc không phải vì tiền, mà chỉ mong một đơn vị nào đó thụ lý vụ việc. Hơn nữa, cô còn khẳng định mình đã gọi cảnh sát nhiều lần và còn gửi ảnh chụp màn hình phản ánh trực tuyến. Sau khi tin tức liên quan lọt vào danh sách tìm kiếm nóng, chiều ngày 26 tháng 2, một phóng viên đại lục đã liên lạc với đồn cảnh sát khu phát triển kinh tế Bàn Long Thành và được xác nhận quả thật có một cảnh sát họ Ngô ở đồn. Khi phóng viên hỏi họ có chú ý đến việc cảnh sát Ngô bị tố cáo hành vi quấy rối trên mạng hay không, thì được trả lời là đừng tin vào những lời đồn đại và đừng lan truyền nó. Nếu phóng viên muốn biết tình hình thì phải đến văn phòng với thẻ ID rồi cúp điện thoại. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng Trung Quốc. Nhân viên đội an ninh mạng thuộc Cục Công an thành phố Vũ Hán sau đó tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra và xác minh. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra phẫn nộ trước phản ứng của đồn cảnh sát. Nhiều người để lại bình luận như cái gì gọi là không tin vào tin đồn, không lan truyền tin đồn. Cơ quan công an cũng là bên liên quan, đáng lẽ phải trả lời bằng một cuộc điều tra hoặc kết quả điều tra chính xác chứ. Tại sao vừa nói đến vụ việc thì liền bảo là tin đồn, các ông đã điều tra chưa? Cầm căn cước, dùng tên thật tố cáo, việc này phải gánh chịu rủi ro rất lớn, không đến bước cuối cùng thì thông thường sẽ không làm thế, đây chắc chắn không phải là tin đồn. Trước đó, các vụ tấn công tình dục của cảnh sát Trung Quốc đã được báo cáo thường xuyên. Vào tháng 6 năm ngoái, một phụ nữ cũng tố cáo trên mạng, nói rằng bị một cảnh sát họ Vương cưỡng hiếp ở đồn cảnh sát Tưởng Vương, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên, sau khi cô tố cáo với cảnh sát, thì hung thủ vẫn không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Cảnh sát địa phương cho biết họ đồng ý với việc bồi thường kinh tế.